Tin mừng theo Thánh Gioan. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Phàm ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Thần khí và gió. Nhà thần học Hà Lan Abraham Kuyper, sinh năm 1837, mất năm 1920, đã nói: thần khí không để lại dấu chân. Cũng giống như thần khí, gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua chỉ để lại một cảm giác se lạnh. Theo ngôn ngữ Hy Lạp, hạn từ pneuma vừa có nghĩa là thần khí, vừa có nghĩa là gió. Như vậy, phải chăng thần khí và gió có nhiều điểm tương đồng? Gió giống như thần khí ở chỗ chúng ta không thấy gió nhưng thấy hiệu quả của gió. Giống như thần khí, gió làm việc theo cách mà chúng ta không thể hiểu được. Giống như thần khí, gió có tự do, muốn đi đâu tùy ý. Con người không biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu. Giống như thần khí, gió có sức mạnh phi thường, chúng ta không thể cưỡng lại được. Giống như thần khí, gió là yếu tố đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống. Ngày hôm nay, thần khí vẫn không ngừng thổi vào cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta cần biết đón nhận sức sống của thần khí và lan tỏa sức sống đó cho những người xung quanh. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết thần khí đang hoạt động nơi chúng con.